Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Sống trong một môi trường quân lệnh như sơn, nhưng tiểu đội nữ đặc nhiệm vẫn luôn cháy hết mình vì sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng chiến đấu không kể ngày đêm. Những gương mặt trẻ trung, xinh đẹp nhưng ẩn sâu trong họ là nghị lực phi thường. Các cô gái của tiểu đội nữ đặc nhiệm, đại đội 2, tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm, trung đoàn cảnh sát cơ động, công an thành phố Hà Nội, với niềm đam mê của mình, họ đã vượt nắng, thắng mưa, sống trong môi trường đào tạo, huấn luyện khắc nghiệt, với mong muốn trở thành nữ cảnh sát đặc nhiệm thực thụ, trí tuệ và hữu ích. Đã là đam mê rồi thì dù mình làm việc gì thì mình cũng sẵn sàng để làm tất cả mọi nhiệm vụ được giao thôi anh ạ. Từ con trai đến con gái thì đều làm việc như nhau, từ tập luyện hay là đi làm thì mọi người đều chia nhau ra làm hết, chứ không có phân biệt nam hay nữ gì hết ạ. Nhiều lúc thấy thương con gái vất vả phải trực nhiều, xong rồi ít khi được về thăm gia đình, thế nên là bố mẹ nhiều lúc hơi buồn, hơi suy nghĩ vì con gái mình không được về nhà nên nhớ con. Mà vừa bỡ ngỡ nhưng mà bố mẹ cũng xa, cũng thương, nhớ thương con lắm, nhưng mà cũng gọi điện về động viên gia đình. Nhiều lúc cũng rất là buồn nhưng mà vẫn động viên con cái để cho con cái yên tâm công tác. Còn về cuộc sống thì nhiều khi ai buồn thì đấy, chị em vẫn tâm sự, vẫn an ủi nhau, động viên nhau để cùng làm việc ạ. Tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi mỗi ngày, các nữ chiến sĩ cùng nhau đọc sách, chuyện trò trong căn phòng tập thể nhỏ có chứa cả quân tư trang. Căn phòng đơn sơ, giản dị nhưng đầy ắp tinh thần đồng đội, tình đoàn kết. Họ tranh thủ ăn bữa cơm chiều từ lúc 4 giờ để sẵn sàng tiếp tục cho cuộc hành trình đi làm nhiệm vụ. Bữa cơm giản dị chẳng cầu kỳ, họ nói cười vui vẻ, tràn đầy sức sống, giống như đang ăn một bữa cơm đầm ấm, nhẹ nhàng bên gia đình. Là một số ít trong tập thể đa phần là đồng đội nam, để hòa nhập, thông cảm và thấu hiểu cho nhau trong sinh hoạt đã là khó. Nhưng hình mẫu lý tưởng về nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm, thông minh, khỏe khoắn, đầy tự tin đã giúp họ vượt qua tất cả. Khi mà chúng tôi vào trong lực lượng cảnh sát cơ động làm việc thì chúng tôi đã phải xác định cho mình một cái tư tưởng là phải sẵn sàng thường trực, ứng trực và lên đường làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào. Khi mà chị em chúng tôi ra đường đi làm nhiệm vụ thì gặp các chị em ở ngoài, họ xuống xình váy áo đi ra ngoài đi chơi thì nhiều lúc tôi cũng cảm thấy hơi chạnh lòng. Tuy nhiên thì vì nhiệm vụ đặt ra thì chúng tôi tuổi trẻ là hy sinh và cống hiến. Sự hy sinh được minh chứng bằng thời gian gắn bó với nghề. Ngày chẳng nề hà, đêm chẳng quản ngại, những cô gái vẫn phải sống xa mái ấm gia đình. Ngày lễ Tết chẳng có thời gian bên bạn bè và những người yêu thương. Chẳng phải những người con gái ấy không biết buồn, nhưng lý tưởng vì sự bình yên cho cuộc sống đã làm họ vững vàng hơn tất cả. Gác lại những riêng tư đời thường, các cô gái vàng mang trong tim một tinh thần thép luôn cháy hết mình vì Tổ quốc yêu thương. Nhân ngày mùng 8 tháng 3, ngày dành cho một nửa những điều tuyệt vời của cuộc sống, chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các bà, các mẹ. Chúc các nữ cảnh sát đặc nhiệm luôn xinh đẹp, mạnh mẽ, đầy nghị lực, đầy vững vàng mang trên mình sứ mệnh cao cả vì xã hội văn minh, Tổ quốc thêm đẹp giàu. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.